Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Hôm nay nhà Thủy sẽ ăn bún bò Huế nha cả nhà. Nhà Thủy là sẽ không thiếu cái cục này. Ví dụ nấu hủ tiếu là có cái cục hủ tiếu. À, còn nấu bò kho có cục bò kho mà không bún riêu ta, không có cục bún riêu ta. Đó, mình mua hai loại bún luôn, to có, nhỏ có. À, ai ăn bún to thì to, ai ăn bún nhỏ nghe nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nước, mình hầm cái giò heo. Với lại mình luộc cái bò luôn cả nhà. Cả nhà ơi, mình hầm giò trước nha cả nhà. Đó, mình bỏ móng vô, móng giò vô mình hầm. Rồi một đổi nữa mình tao cái cục bò kho này mình bỏ vô sao. Giờ trong khi mình lặt rau này, mình làm những cái chuyện khác nè, bắt đầu giò nó mềm là vừa, bắt đầu cái mình phi hành tỏi, cái mình làm cái cục bún bò đó, cái mình bỏ vô mình nêm nếm nữa là xong. Đó, bò mình luộc luôn miếng luôn cả nhà, rồi bắt đầu đổ nữa mình sẽ sắc ra. Bún bò giò heo, bún bò giò heo. Rồi bây giờ mình hầm giò nó đã, nó muốn sôi rồi cả nhà ơi. Đó, nó sôi rồi cả nhà, vớt bọt. Ngon chưa? Hấp dẫn chưa cả nhà? Cái này là mình nấu nước sôi, mình để chế vô nữa nha, chứ không phải như đây cả nhà. Đầy son này, đầy son này là mình mới nấu được 4 cục này. Còn nếu mà cả nhà nấu nửa son này là cả nhà chỉ nấu 2 cục thôi. Rồi chén ớt là phải chảy nước miếng rồi đó cả nhà. Bữa đây mình trồng rau mùi được rồi cả nhà, nên là giáp cá mình trồng nha cả nhà. Mình chỉ mua xà lách nè, với lại bắp chuối với giá, mình mua 3 món thôi. Còn rau mùi với giáp cá, rau thơm, é quế, ngò gai. Rồi cái rau này rau gì cả nhà, cái rau mà ăn bún riêu á, mình quên cái đó, mình gọi là tí tô trắng, cái tí tô xanh đi. Đó, tí tô xanh đi cho nó dễ đi. Cho nó dúng cái lá tí tô quá trời luôn, mình gọi là tí tô xanh đi cho nó dễ đi cả nhà ha. Đó, bây giờ mình ngâm nước muối cỡ 5 phút thôi cả nhà, rồi mình vớt liền cho để nó mềm rau nó không có được ngon nha. Thấy đã hấp dẫn chưa? Rồi, đã xong cái rổ rau cả nhà ơi. Cả nhà tin nhà mình ăn cái rổ rau này hết không? Mình mà ăn bún bò nha cả nhà, mình ăn hủ tiếu rồi mình đi ăn rau, mà mình ăn bún bò là mình ăn rau rất nhiều. Đó, cả nhà thấy cái rổ rau chưa? Cả rau bún bò Huế của mình chưa? Wow. Rồi bây giờ mình lột hành lột tỏi, mình phi cái cục bò Huế này để mình bỏ vô cái nồi đây nha cả nhà. Đó, bây giờ là mình nấu nước, mình chế vô cái đầy son rồi cả nhà, mình hầm nè, bây giờ mình vớt bọt ra. Xong rồi bắt đầu mình tao cái cục bò Huế mình bỏ qua, rồi bắt đầu mình mới nêm nếm lại nha cả nhà, tại cái trong nó có gia vị rồi. Nên là cả nhà chỉ cho xíu bột ngọt, xíu đường nữa là được. Trời ơi, hấp dẫn của cả nhà. Rồi bây giờ mình vớt cái miếng bò ra được rồi nè cả nhà. Mình vớt cái miếng bò ra mình sắc được rồi nè. Sắc mỏng mỏng, phải lấy cái dao thiệt bén nha cả nhà, cho lỡ mà sắc dày quá là ăn nó sẽ dai, nó không được ngon. Trời ơi, móng heo đã quá cả nhà ơi. Rồi, bắt đầu đi làm tiếp thôi. Rồi bây giờ mình phi hành với tỏi cả nhà. Hành tỏi vàng mình mới bỏ cái viên bò kho vô nha. Rồi bắt đầu mình mới bỏ qua cái nồi bún bò này. Là cái nồi bún bò nó khác liền nha. Bây giờ mà trước khi mình quay ra cả nhà xem nha. Giờ mình cho lửa nhỏ lại cho để nó vàng cái ấy quá. Đó, giờ mình coi cái nồi bún bò nha. Trong veo nha. À, thấy chưa? Đó, giò là ok rồi đó cả nhà. Nhìn mình không thử mình nấu quen mình biết luôn, mà nhìn cái giò là mình thấy ok rồi đó. Rồi bắt đầu vàng cái hành tỏi cả nhà. Bỏ 4 cục này vào. Đó, để lửa riu tự nó tan ra, cái màu nó thành cái màu bún bò. Hương vị của bún bò luôn nha cả nhà, rất là thơm nha. Còn nếu cả nhà muốn cho nó nhanh thì cả nhà lấy cái chày hay cái giá cho cả nhà đè xuống là nó ra liền. Rồi bắt đầu bây giờ mình tiến hành mình sắc bò nha cả nhà. Trời ơi cả nhà ơi, mình đói muốn xỉu luôn ở nhà, cái mùi nó thơm. Nhìn cái rổ rau, nhìn cái rổ rau với nhìn cái thau bún.
nhìn cái nồi nước giòn. Bây giờ mình phi cái này nó thơm cái mùi bún bò nữa, trời ơi là trời, nhức nách luôn cả nhà ơi, chịu không nấu tắt bếp. Đổ qua, cả nhà thấy chưa? Rồi chán luôn chứ bỏ uống. Thấy chưa? Rồi thành một cái nồi bún bò rồi, thấy chưa? Rồi bắt đầu mình sẽ vớt thêm một lần nữa nha cả nhà, mình vớt bọt thêm một lần nữa nha. Đó, rồi bắt đầu cả nhà nêm nếm nha. Trời ơi, kiểu này mà không nhức nách mấy chuyện lạ, trời ơi, đứng nấu mà chảy nước miếng, chảy nước miếng. Rồi, mình mời cả nhà ăn bún bò Huế với mình nha. Món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày nha cả nhà. Ok, thành một nồi bún bò rồi đó cả nhà hen. Rồi quay sơ một cái rổ rau nữa cho nhức nách luôn. Đó, bún là có bún to, bún nhỏ, ai ăn bún gì ăn. Rồi cái rổ rau đây cả nhà ơi, trời ơi cái rổ rau này nhức nách luôn. Ok.